Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình An Nguyễn Fitness. Mình là An Nguyễn, một online coach. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem một ngày của online coach hay một ngày của mình sẽ có những gì nhé. Một ngày của mình ấy thường bắt đầu vào khoảng tầm 4 giờ đến 4 giờ 30 sáng. Mình thì không có cái cài đặt đồng hồ báo thức đâu, mà mình thức lúc nào ấy, thì mình bắt đầu ngày mới lúc đó luôn. Thơm vợ một cái, rồi vào nhà vệ sinh cá nhân này, đánh răng rửa mặt và không quên cẩn thận mỗi sáng nha. Mình thì mình luôn bắt đầu một ngày mới với một phần cardio chạy trên máy. Cardio hiện tại nó đang là nhiệm vụ mỗi ngày của mình. Và cardio ngay sau vừa ngủ dậy ấy, giúp mình đánh thức cơ thể này, giúp cơ thể tỉnh táo hơn. Và cũng là một cái cách mà mình xuất phát một ngày mới với hoàn thành cái công việc khó khăn nhất ngay từ đầu. Và cái này nó sẽ cho mình cái tự tin hơn bước vào chiến đấu một ngày mới. Và sau 40 phút cardio, cả warm up lẫn cool down, thì mình thường đi bộ thêm vài nghìn step. Bước ấy, step là bước mà. Số step ấy, nó là một cái đại lượng mà các bạn có thể theo dõi trong cái quá trình tập luyện để vừa tăng tổng lượng calo đốt một ngày mà lại ít stress đến cơ thể nhất. Và trong thời gian đi step này thì mình thường tranh thủ này đi đổ rác này, dọn nhà một chút, và mình thường đi xuống nhà này, đi ra một cái miếu ở trong cái chung cư nhà mình, và không phải để thắp hương gì cả đâu, mình chỉ có chắp tay lại bái đơn thuần một chút, tâm linh một chút đấy. Và mình chỉ muốn cảm ơn này thần linh này cũng đã luôn phù hộ độ trì cho giúp đỡ gia đình nhà mình trong ngày hôm qua, ngày vừa rồi ấy. Mình cũng sẽ tìm ra những cái điều gọi là nhỏ nhất để mà mình có thể cảm ơn, và cái điều đó nó giúp cái tâm trí của mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều vào mỗi buổi sáng. Và sau đó thì mình sẽ đi ra chợ, hôm thì mua vài món thịt về nấu chính, như chẳng hạn như là thịt lợn các kiểu, nhưng còn hôm nay thì mình mua những đồ đơn giản hơn như là gia vị cũng như giá hành các kiểu, thiếu gì thì mình mua đó thôi. Nhưng mà hôm nay trời mưa to quá nên là mình phải lên giày thay đôi dép đi cho dễ các bạn ạ, và để xuống đi mua đồ ăn sáng cho các bạn nhân viên của mình. Mình không có tốt bụng như các bạn nghĩ đâu, mình không phải hôm nào cũng mua ăn sáng như các bạn ý đâu, mà mình mua sáng cho các bạn nhân viên thì mình tùy hứng lắm mà. Hôm nào mình cảm thấy là các bạn có lẽ sẽ phải làm nhiều việc nhiều này, hoặc hôm nào các bạn sẽ phải đi làm vất vả như hôm nay trời mưa to dã man chẳng hạn, thì mình sẽ mua cho các bạn ý cũng như là vợ mình những cái đồ ăn sáng đơn giản để mọi người sẽ cảm thấy ấm áp hơn một chút. Và sáng nay thì mình có nhiều cái công việc gia đình việc vặt hơn một chút đấy, thì mình sẽ mua sáng xong phải về nhanh nhanh về nhà đem đồ này, cũng như là bạn cún và cũng như là ít đồ sang nhà bố mẹ vợ giúp vợ mình, vì hôm nay vợ mình sẽ sang đấy để có thể quay nấu ăn. Và bật mí cho các bạn ấy là vợ mình hiện đang làm một cô MC cho đài VTV Cap, nên đôi khi có vài dự án nấu ăn với các nước siêu ngon, nên là mọi người nhớ đón chờ VTV Cap nhé. Xong việc này, về nhà tắm rửa xong thì cũng đã hơn 7 giờ sáng, và mình cũng đã hoàn thành cái mục tiêu 8.000 bước trước cái bữa sáng của mình. Đợt này mình hay đăng trên Instagram của mình nên mọi người có thể theo dõi mình trên đấy nhá. Và mình có một cái thói quen là nấu bữa sáng riêng cho mình, và hầu như tất cả các ngày đều như nhau, rất đơn giản. Một phần trứng này, một phần khoai và một phần hoa quả. Và bữa sáng này nó thực sự đủ chất dinh dưỡng và giúp mình làm được hiệu quả rất nhiều trong mỗi buổi sáng. Hôm trước ấy, ở trên Instagram của mình thì có rất là nhiều bạn hỏi là làm sao mình dậy sớm chạy bộ như thế mà không buồn ngủ được, tại vì các bạn cảm thấy rất buồn ngủ khi dậy sớm, lại còn phải đi chạy nữa, về chắc chỉ muốn ngủ luôn. Đương nhiên là mình sẽ có buồn ngủ, nhưng mà đặc biệt là buồn ngủ sau khi ăn sáng ấy. Nhưng lúc này ấy, thì mình sẽ có một cái ly cà phê nâu. Đợt này thì mình có thử các loại cà phê đóng chai giao về nhà uống cũng khá là ok đấy. Bình thường mình hay uống Highland hơn, nhưng đợt này mình đang thử một số loại mới uống ngon và cũng giúp mình tỉnh táo này, đôi khi còn một chút phấn chấn khi làm việc nữa, nên là cái vấn đề mà buồn ngủ ấy giải quyết xong. Giờ bắt đầu làm việc thường ngày của mình nó sẽ dao động từ 6 giờ 30 sáng đến khoảng tầm 8 giờ sáng tùy hôm á. Hôm nào mà mình hoàn thành các công việc gọi là việc nhà, việc vặt xong sớm thì mình làm sớm. Bắt đầu buổi làm việc thì mình thường dành khoảng tầm 15 đến 20 phút này viết ra các công việc cần hoàn thành trong ngày hôm đó, cần làm việc trong một buổi sáng này cũng như buổi chiều, và một chút morning mindset để mình biết được bắt đầu ngày mới một cách chủ động nhất. Chẳng hạn như các bạn trả lời câu hỏi như là ví dụ như ai cần mình làm việc tốt nhất trong ngày hôm nay, ai cần mình giúp nhất, và mình sẽ cảm thấy là mình phải đương đầu những cái công việc gì khó khăn nhất, và mình sẽ xử sự ra sao. Như vậy khi có một chút morning mindset như vậy, nó sẽ giúp các bạn tiến vào một ngày mới chủ động hơn rất là nhiều. Và giờ làm việc của mình nó sẽ từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Các công việc chủ yếu của mình nó sẽ xoay quanh
coaching khách hàng, dành thời gian chăm sóc cho khách hàng 1-1, dành thời gian chăm sóc cho các khách hàng coaching theo nhóm, và cũng như là lên kế hoạch, rồi cũng như là chiến thuật marketing strategy cho các mạng xã hội của mình như là Facebook, Insta, YouTube, check lại các công việc của các bạn nhân viên. Như hôm nay thì đợt này mình đang thực hiện một cái challenge nhỏ nhỏ mang tên là 7 ngày bứt phá giới hạn, để tạo ra một chút cái cộng đồng giúp mọi người xuất phát cái hành trình mọi người muốn tập luyện theo đuổi cái body ước mơ, tiếp thêm cho mọi người một chút động lực để mọi người có thể tràn đầy động lực tập luyện hơn. Và hôm nay thì mình có mời team The Barbell Club đến buổi livestream để chia sẻ và training cho mọi người cách tập luyện gọi là tốt nhất dành cho người mới tập, hoặc là những cái gì cơ bản mình cảm thấy quan trọng nhất trong việc tập luyện, để sau khi dịch mở ra xong là mọi người hoàn toàn tự tin bước đến tập luyện. Và buổi livestream thường ngày của mình ấy, nó sẽ diễn ra trong khoảng tầm 1 tiếng, đó là từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Sau khi xong buổi livestream là mình phải phi ngay đến phòng The Barbell Club để thực hiện một cái video cực kỳ cháy cho YouTube của mình. Đấy, sau 1 tiếng training với challenge 7 ngày bứt phá giới hạn, và hôm nay chúng ta có sự có mặt của The Barbell Club và các bạn Hoa và Hùng đã... Ui, thề là mình không phải nói gì hết đâu, các bạn ấy chiếm hết sân khấu của mình. Và thực sự là một buổi training rất là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ ấy, mình không thể ngồi mà tận hưởng với cả các chiến thắng được. Mà bây giờ mình đang phải cố gắng chuẩn bị để mình sẽ sang luôn The Barbell Club. Tại vì hôm nay mình quay rất là nhiều dự án với The Barbell Club, kể cả cho mình lẫn cho bên bên The Barbell Club. Và đương nhiên khi mà một ngày bận rộn như thế này thì chúng ta sẽ phải cố gắng chạy đua thôi, chạy đua cùng thời gian. Và đây là những cái meal mà mình chuẩn bị sẵn để trưa này mình có thể ăn. Vậy nên là cố gắng chuẩn bị nhá, mình prep nhá. Kể cả supplement thì hôm nay sẽ là một ngày rất là dài. Vậy nên là mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở bài viết sau này. Từ anh đến từ đó shipper mà em còn chưa đến. Hello. Sao lại shipper chưa đến là sao? Em đói. Tại là 12 rưỡi và bọn mình cả sáng nay có quay một video dành cho series thứ 5 lần tựa sắp tới. Nhưng mà hiện tại thì bọn mình vẫn chưa quay xong, mà bọn mình sẽ nghỉ trưa một chút để ăn uống. 12 rưỡi rồi mà, buổi trưa rồi. Nên là chúng ta sẽ tranh thủ ăn một chút. Và trong cái quá trình mà mình nghỉ ngơi để cho nó tiêu hóa để kịp cho tập ấy, thì lúc đấy thì mình sẽ quay tiếp, hoàn thành tiếp. Một ngày tập hardcore mình biết là nó sẽ không tốt hẳn cho việc tiêu hóa, như khi mà mình có những cái ngày nghỉ thường, bình thường mình sẽ ăn cơm xong ngồi nghỉ xong rồi còn ngủ trưa nữa. Nhưng mà trưa nay thì tuy là bận rộn nhưng mà chúng ta phải làm những với những gì chúng ta có thôi. Khá là đơn giản. Vẫn có rau nhá, không phải không rau đâu. Đó. Đấy, các ông thấy chưa? Ê, kịp ăn cơm vất vả lắm chứ đùa. 2 hours later. Các ông thấy chưa? Chúng tôi vừa mới quay xong, bây giờ là 2 rưỡi. Bọn mình vừa mới quay xong cái video cho thi 5 vòng check home, sau các ông sẽ thấy rất là cháy. Còn bây giờ, đấy, các ông thấy tôi phải mặc áo vào rồi. Nãy giờ ngồi Hùng chiếm spotlight. Và Hùng cũng tập squat rất là nhiều nên là cũng người cũng nóng rồi. Bây giờ tôi sẽ khởi động vào cái bài đầu tiên mà chúng ta khởi động cho buổi lưng ngày hôm nay. À, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là hôm trước mình mới quay cho các bạn được một cái phần là push day đúng không? Push sẽ luôn luôn follow up bằng bài pull. Và với pull ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ lại tập với hamstring và back, chứ không phải là pull theo dạng là tập back xong tập arms. Vậy nên là nó hơi khác biệt một chút. Và bài đầu tiên khởi động thì mình cũng muốn khởi động cái phần upper back của mình, đặc biệt là cái phần trap rồi cũng như là scapula với bài dumbbell spinal retraction. Tên nó hơi dài thôi, mình để dưới đây cho các bạn nhé. Vẫn tương tự như hôm trước thôi, 2 hiệp, 8 reps. Đúng.
Bài đầu tiên của chúng ta ấy, nó sẽ là một bài chin up, nhưng mà các bạn có thể thấy là mình gắn cái đi handle vào đây ấy, nó sẽ tạo điều kiện cho cái tay của chúng ta thoải mái để chúng ta khi mà chúng ta kéo lên ấy, mình muốn khi các bạn kéo lên này, nó sẽ quay được cổ tay vào, và như vậy nó sẽ tận dụng tối đa được cái độ gồng của cơ. Khi trở về chúng ta quay cổ tay ra và chúng ta stretch được hoàn toàn. Và với cái này thì mình sẽ tập một hiệp khởi động với body weight của mình, và chúng ta sẽ có hai hiệp. Hiệp đầu chúng ta sẽ cố gắng chết trong khoảng tầm 6 đến 8 reps, và hiệp thứ hai chúng ta sẽ chết khoảng tầm 8 đến 12 reps. Và với cái mức này thì hoàn toàn mình sẽ phải tăng thêm tạ. Mình đang cố gắng thực hiện được 8 reps ở mức cộng 20 cân, tại vì thực ra là mình stuck ở 7,5 reps mấy tuần này rồi, nên là chúng ta sẽ cần 1 đến 2 hiệp khởi động. Đợi Hùng, trong lúc Hùng đang đi vệ sinh. Vẫn chỉ được 7,5. Không biết bao giờ mới đuổi kịp Hùng các bạn ạ. Hùng nặng hơn mình, Hùng chơi 20 cân, Hùng còn chơi được 8-9 cái. Quá buồn. Chết. Đẹp lắm. Kiểm soát tốt này. Các bạn hãy cố gắng kiểm soát tốt như Hùng nhé. Đấy, đi trả về rất là chậm. Cái xuống chậm nó mới là khó, chứ còn các bạn xuống nhanh để làm nhiều không cần làm gì cả. Xuống chậm, nhưng mà lúc xuống phải cố gắng giữ được cái cơ sô nó căng. Thì như vậy bao nhiêu áp lực nó sẽ vào cơ sô của chúng ta. Come on, come on. Bao nhiêu rồi? Cái nữa nào. Up, 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 up. Ui giời, của Hùng cả đấy. Đẹp quá. Come on. Up. 4. Nice man. Come on. 5. Come on. Up. 6. Đẹp lắm. Up. 7. Nice. Up. 8. Come on, come on. 2 more, 2 more. Up. 9. Đẹp lắm. Cái cuối đó. Up, up, up. Quá đẹp rồi. Bài tiếp theo của chúng ta sẽ là Roman Deadlift, và bọn mình có khoảng tầm một hiệp khởi động 3 này, 60 này, 100 này, 130,
Mình vừa rồi là mình tập hiệp 145 nữa. Thì mình sẽ có 5 hiệp khởi động, còn Hùng với 4 hiệp khởi động. Hiện tại top set của Hùng sẽ chơi 6 đến 8, cố gắng 142.5. Come on man, let's go. Come on. One, slow, control. Two. Three, đẹp lắm. Come on. Four, control. Five, đẹp lắm. Chậm nào, chậm nào. Đẹp. Hop. Come on, last one, last one. Ooh. Nice, nice. 8 cái, đấy, PR mới. Nice. Hôm nay chúng ta sẽ là đã được 152.6, hôm nay sẽ cố gắng 152.7 về form tốt, hoặc thậm chí là có thể 152.8 để cố gắng đua với Hùng, không nhỉ? Come on, you can do this, man. Come on. Fuck you, man. Fuck you. Fuck you. Easy man. Tham vọng quá, lúc xuống cái thứ 7. À, lên cái thứ 7. Cảm giác là 50-50. Maybe có thể lên nhưng mà đúng rồi. Lúc xuống biết là không được cái thứ 8 nữa rồi. Nhưng không sao, chúng ta vẫn có PR. Come on man. Yup. Come on. Four, đẹp lắm. Five, control nào. Five. Tám, đẹp lắm Hùng ơi. Mười, đẹp này. Một. Fuck. PR hơi nhiều ấy, 10 cân đấy. Hơn hôm trước 10 cân đấy. Hơn 1.2 à? Nice man. Các bạn thấy cái thứ 11 mình phải làm á, mình chỉ nên để khuyên những bạn nào thực sự có kinh nghiệm và tập lâu năm, tập advanced mới chấp nhận đến cái ngưỡng failure như mình. Lúc đấy là gần như chết hẳn. Và cái cơ thể ở trên của mình ấy, cái lắp ở mình nó khỏe nên nó có thể giữ được. Và nó không, nó ít nguy cơ đến chấn thương hơn. Nhưng mà những cái form như thế là những cái form mà các bạn
gần tới mức chết và là cũng được form có nhiều rủi ro nhất. Vậy nên là mình chỉ khuyên dành cho bạn nào nhé, lúc nào gần đến chết và có kinh nghiệm nhiều thì hãy tập như mình ở cái cuối cùng đấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang một bài tiếp cho chân sau. Bài tiếp theo của chúng ta ấy, nó sẽ là bài laying một chân, leg curls. Và các bạn có thể thấy là bọn mình dùng cái ankle cuff này này nối vào cái bụng này này. Và tập mình sẽ có là ở đây mình sẽ có hai hiệp. Một hiệp là mình sẽ tập với 8 đến 12 reps, một hiệp là mình tập 12 đến 15 reps và chọn mức tạ đủ nặng để làm sao mỗi chân chúng ta đều chết trong khoảng số reps mà mình mong muốn. Bài tiếp theo của chúng ta ấy, nó sẽ là bài lat pull down. Và các bạn thấy đấy là mình tập với đi handle. Và với bài đi handle này thì mình sẽ cố gắng là tập để làm sao khi mà đi duỗi hết được cái phần xô của chúng ta mà chúng ta vẫn căng được cái phần xô nhá, vẫn cứng lên được nhá. Và khi xuống ấy, khi mà tập đi handle này chúng ta có thể quay cổ tay vào trong và như vậy chúng ta sẽ đi vào khoảng sâu nhất của cơ xô và gồng căng nhất được. Đấy, và chúng ta cũng có hai hiệp thôi. Hiệp đầu mình cũng chỉ cần 10 đến 12 reps và hiệp 2 là 15 đến 20 reps. Đây là hôm mà tập nhanh nhất rồi. Quay vào đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hiện tại là gần 5 giờ chiều và sau khi tập tạ thì chúng ta được qua đây bốc vác, nhưng mà thực ra là đấy đang phải đợi các bạn nữ trang điểm. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bạn Tùng, bạn quản lý của The Barber Club. Rất là đẹp trai, Tùng rất là đẹp trai. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì ở đây Tùng nhỉ? Phải quay các bạn ạ, hôm nay mình suốt này quay từ sáng đến tối. Đây là một chân dung một con người rất là đam mê với công việc, tự tháo tất cả tự ấy, rất là tốn chi phí các bạn ạ. Và bây giờ công đoạn là bây giờ tầng mấy nhỉ, để mình có thể bê lên nhỉ? Có tầng mấy á, nhưng mà mình phải lên cái tầng trên trước. Thôi chào các bạn, mình đi bốc vác đây. Tranh thủ ngủ tí các bạn ạ, tập xong buổi lưng chay quá, ngủ tí lấy sức tí nữa chiến đấu với Nam Phương. Hiện tại là 9:12 buổi tối và mình quay xong với bên Barber Club là khoảng tầm 7:30, thì lúc đấy mình có về nhà bố mẹ vợ của mình. Và thực ra là đúng routine hàng ngày của mình là buổi tối khoảng tầm 6:30-7 là mình sang nhà bố mẹ vợ, tại vì đợt này vợ mình đang mang bầu nên mình muốn đưa vợ mình sang nhà bố mẹ vợ để có thể ăn uống được nhiều hơn, vui vẻ hơn. Tại vì ví dụ đôi khi chỉ có hai vợ chồng ở nhà ấy, đôi khi nó không khí nó hơi buồn, không được vui vẻ như khi mà sang hẳn với bên nhà bố mẹ vợ, thì lúc đấy mình cảm thấy đông người và vợ mình cũng sẽ ăn ngon hơn được. Chứ còn như bình thường mình nấu hơi dở mà vợ mình mệt thì cũng ngại nấu, nên là sang đấy mẹ vợ mình nấu ngon lắm. Hôm nay về thì ngồi ăn cơm với cả nhà, nghỉ ngơi một chút, thì mình vừa về tắm rửa và vừa dành một chút thời gian để có cái evening journal, ghi lại những cái gì mình đã trải qua trong ngày và những cái gì mình cảm thấy biết ơn, những cái gì mình cảm thấy là mình có thể làm được tốt hơn chẳng hạn như thế. Thì khi các bạn có những cái một chút 5 phút nghĩ lại một ngày, sống lại một ngày, và thậm chí đặc biệt là những ngày hôm nay, như những ngày hôm nay là những cái ngày mà mình rất trân trọng, tại vì mình rất mệt. Mình làm rất mệt, mặc dù hôm qua mình ngủ được 4 tiếng, hơn 4 tiếng, nhưng sáng nay dậy từ 4:30 và hoàn thành mọi việc trơn tru và thành công. Thì đấy là một cái niềm vui của mình. Tại vì những cái ngày mà mình vượt qua được những cái khó khăn, như mình cảm thấy mệt mỏi, mình cảm thấy là thề với các bạn là đến cái lúc tập xong ấy, mình không còn muốn làm bất kỳ một cái gì cả, nhưng mà vì cảm thấy cái trách nhiệm của mình khi mình muốn hoàn thành cái trách nhiệm đấy với bên Barber Club là giúp các bạn ấy quay những cái dự án của bạn ấy, tại vì các bạn cũng giúp mình quay những video của mình mà, chính vì vậy nên là đấy, mình cũng không cao cảm gì cả, cố gắng thực hiện hết và về nhà mệt mỏi ra sao thì vẫn phải vui vẻ với gia đình. Thực ra thì đấy, mệt mỏi cả một ngày nhưng mà khi mà tắm rửa xong mình cũng cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều, và cái tư tưởng của mình đấy nó cũng lại thoải mái hơn rất là nhiều so với là trước khi mà được tắm. Còn bây giờ ấy thì mình sẽ ngồi nói chuyện với coach của mình. Thực ra là hiện tại mình đang có hai người coach, một người coach về tập luyện, một người coach về business. Thực ra là gọi là mentor thì đúng hơn. Mình muốn đưa ra lời khuyên cho các bạn nha, đặc biệt là những bạn nào làm kinh doanh, làm tất cả mọi thứ gì. Thì cả nếu mà bạn làm coaching như mình, sẽ luôn luôn nên có một người coach để giúp các bạn có thể tự tin thực hiện những cái bước đi trên con đường của bạn. Và mình là một người giống như kiểu mình chỉ muốn làm, mà kiểu không bị một bất kỳ do dự hay là suy nghĩ gì ở trong đầu ấy. Và mình rất may mắn khi mình có những người coach mà mình không phải nghi ngờ, và mình có thể hoàn toàn đặt trọn niềm tin của mình vào họ. Cái công việc của mình, cái nhiệm vụ của mình cứ thế mà làm thôi. Và chính vì vậy mình càng yêu cuộc sống của mình hơn, mình thấy nó càng tuyệt vời hơn. Vậy nên là những người coach, nếu bạn biết cách tìm đúng người, thì họ là những cái nguồn đầu tư tuyệt vời nhất mà các bạn có thể có. Và như ngày hôm nay thì khi mà các bạn đã trải qua cùng mình cả một ngày, thực sự là một ngày gọi là lâu lắm rồi mình không bận như thế này. Những ngày bình thường mình không đến mức bận như thế này, tại vì ví dụ như là mọi người có thể thấy buổi sáng thực ra là mình sẽ làm việc đến 12 giờ chẳng hạn,
ăn cơm xong nghỉ trưa khoảng tầm 1-2 tiếng, đi tập đến khoảng tầm 4:00-4:30 về. Lúc đấy là thời mình dành thời gian để mình quan tâm vợ mình hơn, mình được nghỉ ngơi nhiều hơn. Thì đến 7 giờ mới sang nhà bố mẹ vợ ăn, thì lúc đấy nó sẽ easy hơn ngày hôm nay. Nhưng mà những cái ngày hôm nay nó mới chứng tỏ là cái khả năng của mình, nếu mà mình có thể bươn được hết mình vẫn có thể làm được, mình vẫn có thể chiến đấu được. Vậy nên là những ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn không phải thấy là mình gọi là cao siêu gì cả, mà mình chỉ muốn cho các bạn thấy là bất kỳ một cái suy nghĩ nào mà các bạn nghĩ rằng ô nhiều việc quá làm sao có thể làm hết được, cái khả năng của bạn có thể nhiều hơn thế và hoàn toàn có thể thực hiện được. Chính cái cảm giác mà giữa cái ranh giới một cái là sợ không biết mình có làm được không, hai là maybe mà mình làm được đấy, chính cái ranh giới đấy cho mình cái cảm giác phấn khích, hơi sợ một chút, nhưng khi mà mình sợ và mình dám chấp nhận và mình bước qua và mình dám làm nó ấy, kể cả ok có thể nó không perfect, có thể không như những gì mà mình mong đợi, nhưng mà khi mình bước qua rồi mình thấy nhẹ cực, mình cảm thấy sung sướng cực. Nên là routine một ngày của mình hiện tại là như vậy đấy. Mình không biết là các bạn xem xong video này có thể áp dụng được với các bạn hay không, hay kể cả các bạn có thể thấy được là thằng điên dậy từ 4:30 chả để làm cái gì cả, chứng tỏ với ai không, nó là cuộc sống của mình. Và thực ra là mình rất tự hào khi mình đã hình thành được một cái routine lặp đi lặp lại như thế. Tại vì những cái routine đấy nó cho mình cái cơ hội để mình có thể thực hiện perform tất cả mọi thứ tốt nhất. Khi mình ngủ dậy sớm mình có nhiều thời gian hơn, và khi mình chạy bộ những buổi sáng đấy xong mình tỉnh táo hơn, mình tập trung vào công việc hơn. Và buổi tối thì không phải thời gian mình có thể gọi là tỉnh táo tập trung công việc, nên mình lại dành thời gian cho gia đình hơn. Và mình có thể ngủ sớm khoảng tầm 10 giờ đấy, sau khi mà tin là đợi gọi coach với mình xong thì mình sẽ đi ngủ, và sáng mai lại tiếp tục khoảng tầm 4:00-4:30. Nó tự cơ thể của mình nó dậy á. Nên là nếu các bạn cảm thấy các bạn có thể học được bất kỳ một cái điều gì dù là nhỏ nhất để có thể làm cái cuộc sống của bạn nó tốt hơn trong cái thời gian này, thì điều đấy là quá tuyệt vời với mình rồi. Vậy nên mình sẽ kết thúc video ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nếu các bạn đến xem đến tận giờ phút này, và mình hy vọng rằng tất cả các bạn trẻ đều dần sẽ có những cái niềm tin và những cái cách nhìn khác đi về cái việc mà các bạn gọi là phải làm việc, hay cố gắng tìm những cái cuộc sống, những cái chu trình, những cái routine, những cái lý do để giúp các bạn không phải cảm thấy là các bạn phải làm việc ấy. Tại vì giống như cả ngày hôm nay mình không cảm thấy mình làm việc cái gì cả, mình cảm thấy rất là enjoy. Đấy là một cái điều rất hiếm với tất cả mọi người để có thể có một cuộc sống như vậy, và mình đã có được nó, các bạn cũng đã có được nó nhá. Và mình rất mong nhận được cái sự ủng hộ của các bạn về lâu về dài, và cũng mong các bạn có thể nấn ná lại để xem mình có thể giúp đỡ gì cho các bạn trong thời gian tới. Và nếu được đấy, chọn được cho mình một like, subscribe nhá. Không muốn chờ các bạn nhưng mà thôi, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Yêu các bạn nhiều.